Rồi, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đến với kênh channel TV của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm chia sẻ cho các bạn cách chỉnh video ở trên một cái iPhone nha các bạn nhé. Các bạn có thể thấy ở đây cái video của mình đang có một cái video rất là nhợt nhạt các bạn nhé. Và sau khi chỉnh mấy cái bước ở trong iPhone thì là nó được cái màu như này. Nó mình không sử dụng app nhé các bạn nhé. Mình sử dụng cái iPhone bình thường thôi. Mình sửa và được cái màu như này rất là đẹp nha các bạn nhé. Thì video sau đây mình chia sẻ cho các bạn. Ví dụ ở đây mình đang có một cái video nha các bạn nhé. U ám hơn đúng không các bạn? Thì mình bấm sửa nha các bạn nhé. Ở đây chúng ta chọn cái biểu tượng thứ hai này. Và cái biểu tượng thứ hai tiếp các bạn, cộng với trừ ấy các bạn. Ở đây chọn cái phơi sáng các bạn, chúng ta tăng lên 100 nhá. Cái vùng sáng chúng ta cho giảm đi, à 100 luôn. Cái vùng tối 36. Rồi cái tương phản thì mình cho giảm đi nhé các bạn nhé, tầm khoảng 26 thôi. Cái độ sáng các bạn chúng ta tăng lên 33 nhé các bạn nhé. Cái điểm đen chúng ta giảm đi. Rồi ok, trừ 24. Cái độ bão hòa chúng ta có thể tăng lên nhé các bạn nhé. Rồi độ tươi các bạn chúng ta tăng lên 100 và cái độ ẩm chúng ta giảm xuống. Rồi sau đấy chúng ta chọn cái phơi sáng các bạn và chúng ta cho giảm đi, cái bầu trời nó chuyển thành màu xanh. Các bạn có thể xem cái màu xanh phù hợp cái video của mình nha các bạn nhé. Đây các bạn có thể thấy mình để tầm khoảng 25 26 nhé các bạn nhé. Sau đấy bấm xong, nó đang lưu nhé các bạn nhé. Rất là đơn giản các bạn. Tương tự như thế các bạn làm theo cái video sau đây, mình để công thức ở ngay trong video nhé các bạn nhé. Các bạn có thể tự làm nhé. Lòng người làm màu như hoa hướng dương, ngắm nhìn em trong gương, ước sao ngày mai đời không khổ đau mà đâu lại vô hương. Nguyện trời bao la ai trông thấy em, bình yên em muốn xem. Đợi chờ làm chi ai nhớ. Rồi ok, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại.